ngày gì? Quý vị nhớ nè, ngày A Nan phát nguyện gì nhớ không? Thì sao? Lên lên. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất tư thử thủ nê hòa. Có nghĩa là sao? Như còn một chúng sanh chưa thành Phật thì con thề con không vào Niết Bàn. Đồng ý không? Mà ngày đó vào Niết Bàn không biết bao nhiêu năm rồi, chúng sanh còn ngồi đây đầy hết. Vậy thì cái lời thề của ngài sao? Có đúng không? Ví dụ như vậy, như để chúng nghĩ sao? Đó, chính là ngày A Nan ngày thề vậy đó. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất tư thử thủ nê hòa. Nếu mà con một chúng sanh chưa thành Phật là con không có vào Niết Bàn. Mà ngày vào Niết Bàn bao lâu rồi? Rồi ra đây chúng sanh là một chúng sanh còn ở đây, nhiều chúng sanh đang còn ở đây. Rồi lời thề của ngài có đúng không? Thì chúng ta nghĩ sao? Đúng không? Nghĩ sao? Thì ở đây thì chúng ta phải hiểu như thế này. Chúng sanh thì có hai loại chúng sanh nha. Một, chúng sanh có hình tướng. Hai, chúng sanh không có hình tướng. Ngài A Nan ngài thệ là ngài thệ về chúng sanh không có hình tướng nha. Chứ nếu mà nói là chúng sanh có hình tướng là nó sai rồi, đúng không? Chúng sanh có hình tướng, thí dụ như là thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và hóa sanh. Thai sanh là những sinh vật sanh bằng thai, thí dụ như là trâu, bò, heo, dê. Nõn sanh là những sinh vật sinh bằng trứng, ví dụ như gà, vịt, chim, rắn, thằn lằn vân vân, sanh ra bằng trứng. Rồi thấp sanh là những sinh vật sanh ở chỗ ẩm thấp, trùng, quách, đĩa vân vân. Hóa sanh là những sinh vật như là sâu, nó lớn lên nó sẽ hóa thành bướm, ví dụ như nòng nọc. Hay sanh rồi nó sẽ thành gì? Tất nháy cái gì ra nữa, gọi là hóa sanh. Đúng không? Đó là những chúng sanh có hình tướng. Và những chúng sanh không hình tướng là những cái nào? Khi tâm chúng ta nghĩ về cha thì hình bóng của cha cũng được hiện ra trong tâm một chúng sanh, đúng không? Khi tâm chúng ta nghĩ về bạn bè, người thân, hoặc là thương, hoặc là ghét, khi mình vừa mới nghĩ tới người đó thì người đó xuất hiện trong tâm mình nghĩ. Đó là một chúng sanh, đúng không? Bây giờ mình độ những chúng sanh này nè ha. Khi mà những chúng sanh đã hiện tới, mình độ sao? Thí dụ một những chúng sanh trong tâm nó cứ xuất hiện liên tục như vậy thì mình độ sao? Vô biên. Chữ vô biên, vô là không, chữ biên là bờ mé, vô biên là không có giới hạn, nghĩa là vô số, vô lượng, vô biên. Mà đại chúng cứ để đi, cái suy nghĩ của mình nó liên tục. Mình vừa mới nghĩ tới người này chưa xong là mình nghĩ tới người khác rồi. Thì mình nghĩ liên tục, nó không dừng, đúng không? Thì vô biên mà. Thì mình thể nguyện độ sao? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ là mạnh mẽ nhất, đúng không? Ví dụ như những cái chúng sanh mà mình thương á, xuất hiện á, thì mình cảm thấy dễ chịu, đúng không? Nhưng mà quý vị nhớ, cái cặp thương ghét là luôn luôn nó đối đãi. Mình vừa mới nghĩ tới người mình thương, xong một hồi là tới mình nghĩ tới người mình ghét rồi. Mà mình nghĩ tới người mình ghét thì mình sao? Khó chịu vô cùng, cảm thấy bực bội. Đó là những chúng sanh nó xuất hiện á, rồi mình phải đổ hết á. Chúng sanh thương nhiều chúng sanh ghét, mình thấy nó không thật. Tại vì nếu có thật thì nó có tồn tại ngoài trong tâm mình. Đằng này nó không có thật, cho nên mình mới nghĩ cái người này tới nghĩ người kia, tới nghĩ người độ là mình thấy nó không thật, mình cho qua hết, mình không theo nó được. Khi nó xuất hiện mình biết là đây là không thật, không theo, cho qua. Thì như vậy á, mình sẽ không có bị rối loạn. Giả sử như chúng sanh mà mình ghét, mình cứ theo nó, rồi cứ làm cho cái tâm mình bất an, mình cho qua đi thì một chút xíu thôi là mất, mình bình thường trở lại. Đó là độ vô biên tài nguyện độ là như vậy ha. Rồi còn phiền não
vô tận thệ nguyện đoạn. Kiểu gì thấy phiền não vô tận rồi đúng không? Ai trong đây không có phiền não giơ tay lên? Nếu mà chúng ta không có phiền não thì chúng ta thành Phật rồi đó, đúng không? Tất cả mọi người đều bị những cái phiền não mà mình đó nguyện đoạn, kia là nguyện độ, và bây giờ nguyện đoạn rất là mạnh mẽ, đúng không? Giờ mình đoạn sao đây? Chữ phiền á, thực sự chữ Hán á, một bên nó là bộ hỏa, một bên là bộ hiệp. Bộ hỏa tức là lửa, bộ hiệp tức là đầu, cái ngọn lửa nó cháy trong đầu mình nên là phiền. Còn chữ não á, bộ tâm một bên là bộ võng một bên, có nghĩa là nó rối ren trong tâm mình, cái rối ren trong tâm mình. Những phiền não là những bực bội buồn phiền rối ren trong tâm mình khiến cho mình không yên, đúng không? Vô tận không có giới hạn, phiền não này nó không có giới hạn, thấy không? Thì vậy chúng ta đoạn thì sao đây? Vô tận thể nguyện đoạn mạnh mẽ, đúng không? Thì cũng vậy, như là chúng sanh vô biên vậy đó. Chúng ta thấy ha, cứ niệm trước vừa khởi, niệm sau tiếp theo, tiếp theo liên tục như vậy thì những niệm thiện hoặc những niệm ác chúng ta đều độ cho qua, thì phiền não này nó cũng theo đó nó qua, không nhất định không giữ lại trong đầu. Nhất là những cái hình ảnh xấu, những hình ảnh không tốt, những hình ảnh khiến cho ta bực bội, nhất định ta không giữ lại trong đầu, cho qua tự nhiên mình an ổn. Thực sự á, có một điều chia sẻ với đại chúng á, là nhiều khi á, ở trong chúng của chúng tôi á, có những huynh đệ cái bực bội lắm, cứ đi vô đi ra bực bội, thì ở đây nó khó chịu quá, muốn đi chỗ nào khác á, nó bình yên hơn, đây tôi không khó chịu quá. Nhưng mà quý vị nghĩ bình yên ở đâu có bình yên? Do trong tâm mình thôi, đúng không? Tâm tịnh thì độ tịnh. Quý vị đồng ý không ạ? Thế tâm mình nó yên thì cái cảnh mình ở rất là yên. Nếu tâm mình là Phật thì mình thấy tất cả mọi người ấy đều là Phật, có gì đâu mà mình phải phiền. Tại tâm mình không phải là Phật, tâm mình là chúng sanh, cho nên mình thấy tất cả ai cũng là chúng sanh hết. Vậy thì mình chuyển tâm một cái là mình bị bình an liền. Mình chịu chuyển tâm không? Mẹ hỏi thiệt, chịu không? Chuyển một cái từ phàm chuyển thành thánh liền, mà chịu không? Chịu. Thích làm phàm phu hơn, tại vì nó gần gũi mình hơn, đúng không? Dễ chịu hơn làm thánh, khó chịu. Thành ra mình cứ chấp nhận mình làm phàm phu hoài, mà phiền não thì nó luôn luôn gắn kết với mình, nhất là tham sân si. Mà cái anh sân này nè, ảnh là chi phối mình nhiều nhất để mình phiền não, đọc biết không? Giả sử như một vấn đề gì đó mà mình đưa ra mà người ta không chấp nhận, không có theo, hoặc là người ta chống bác, người ta phỉ bác, là mình phiền não liền, chắc chắn như vậy, không có dùng lại được. Mà đây mình nói mỗi ngày mình nói phiền não vô tận thể nguyện đoạn, mà sao mình không đoạn được cái này? Khi mà nó khó chịu tới với mình thì mình đoạn liền, chịu đoạn không? Không, đi theo là bực bội rồi tức tối rồi chưa đâu, kêu người nào ở gần gần với mình chia sẻ khiến cho người ta bực bội theo, như là mình lôi hết luôn như vậy. Thì đó, mình bây giờ mình biết rồi, mình biết nó có thật đâu. Cái thời gian, cái không gian và cái cảnh vật cũng không có thật. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây 50 năm sau, những người có mặt ở đây còn ở đây không? Hay là chúng ta đi mỗi người mỗi nơi rồi? Có thật đâu, nếu thật thì nó còn hoài chứ, đúng không? Bây giờ mình nói 50 năm cho nó gần đến này, chúng ta đây có người thì cũng 40 tuổi rồi, có người 50 tuổi, người 60 tuổi. Ví dụ 50 năm sau chúng ta ra sao? Mỗi người đi hướng hết rồi, có thật đâu. Mà ở đó mà buồn mà phiền, thương yêu nhau không hết, cái gì mà buồn phiền, phải không? Sau này
quan thế giới khác gặp nhau được cầm tay bắt mặt mừng nữa chứ, đúng không? Đó, thôi thể nguyện rõ ha. Rồi cái câu kế đó là pháp môn vô lượng thể nguyện học. Câu này có gì có nghi không? Vô lượng thể nguyện học, học sao cho học sao cho hết, học như thế nào? Pháp môn vô lượng thể nguyện học, đây là tứ phẩm thể nguyện nha, ai cũng thuộc lòng hết rồi đó. Là chúng ta học như thế nào? Xin ý kiến đại chúng cho chúng tôi biết một vài ý kiến. Pháp môn vô lượng thể nguyện học mình học như thế nào? Tại vì mình tự mình thể nguyện mà, nguyện rộng lớn mà, mình học như thế nào đây? Không, xin hỏi thiệt đại chúng, xin quý vị cho ý kiến nha. Có ai có ý kiến không? Pháp môn vô lượng thể nguyện học, chúng ta thường thường có ba pháp môn chánh, đó là pháp môn tịnh độ, rồi mật tâm, thiền tâm, đúng không? Giả sử như mình nói tịnh độ đi, mình có nhiều chi nhánh nữa để cho mình gọi đó, mình 100-200 chi nhánh của tịnh độ thôi. Mật tâm, ví dụ 100-200 mật tâm đi, và thiền tâm 100-200 thiền tâm đi, gọi là 400-500-600 ngàn thôi, chứ 84 ngàn mình đó, 84 ngàn pháp môn rồi. Rồi mình thể nguyện học là học sao? Đúng không? Ở đây chúng ta phải hiểu như thế này nè. Trong kinh Pháp Bảo Đàm, Lục Tổ có dạy: do chúng sanh có 84.000 phiền não nên Phật dạy 84.000 pháp môn. 84.000 pháp môn này phát xuất từ tâm. Do chúng sanh có vô số tâm vọng nên có vô số pháp môn để dẹp trừ. Pháp của Phật chỉ một vị bình đẳng, đó là giác ngộ và giải thoát. Các bạn biết không? Chỉ một vị bình đẳng thôi, đó là giác ngộ và giải thoát. Tất cả các pháp môn chỉ đều quy tụ về giác ngộ và giải thoát. Pháp môn dù có nhiều vô lượng nhưng cũng không ngoại tâm. Một pháp môn cũng từ tâm sanh, vô lượng pháp môn cũng từ tâm sanh. Nếu người học ngộ được từ tâm, đó chính là đã học được vô lượng pháp môn. Nói đi, nói lại, nói tới, nói luôn thì chúng ta sao? Cũng quay trở về tự tâm mà thôi, đúng không? Không có cái gì ngoài tâm. Vạn pháp quy tâm, đúng không nào? Cốt điều cốt yếu là giữ tâm thanh tịnh, rồi trở về với giác ngộ và giải thoát. Một vị bình đẳng, đó là giác ngộ và giải thoát. Thì khi nào chúng ta trở về được với tự tâm thanh tịnh là tức là chúng ta đã học hết các pháp môn rồi. Bởi vì tất cả các pháp môn đều quy tụ về một chỗ, trong sông đều trở về biển một vị thôi. À, rồi Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Phật đạo là chúng ta tạm hiểu là chánh đẳng chánh giác. Đây là chỗ tốt cùng, tốt cùng là không có gì hơn nữa. Mà chúng ta thệ nguyện thành, thệ nguyện thành, phải không? Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là chúng ta thệ nguyện sẽ thành Phật. Đồng ý không? Không có chịu thành Phật không? Chịu không? Chịu thì nó lớn lên. Chịu làm Phật hay là chịu làm chúng sanh? Thì chúng ta thấy cái lời thệ nguyện thành tựu đến chỗ tột cùng đó chính là Phật đạo, nghĩa là chúng ta kiên quyết tu đến chỗ tột cùng đó dù trải qua bao nhiêu số kiếp cũng được. Không phải vui thì tu, không phải buồn thì thôi tu, không phải vậy. Giờ tôi kể một câu chuyện cho quý vị nghe nha. Ai thấy quý vị gần hơi buồn ngủ lắm đúng không? À, trong
kinh Nghe Duy Văn Tập đó có ghi lại cái câu chuyện như thế này. Khi thiên nữ luận đạo với tôn giả Xá Lợi Phất thì tôn giả Xá Lợi Phất thấy thiên nữ hiểu đạo sâu nên ngài mới hỏi: như vậy cô hiểu đạo như vậy đó thì còn bao lâu nữa thì cô đạt tới vô thượng chánh đẳng chánh giác? Có nghĩa là tôn giả Xá Lợi Phất đó, ngài đã chứng quả A La Hán thanh văn rồi đó. Ngài nói chuyện thì ngài thấy thiên nữ này nè thì hiểu đạo sâu quá, cho nên ngài mới hỏi: chứ cô hiểu đạo sâu như vậy đó thì chừng nào cô thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Thì thiên nữ trả lời sao? Thiên nữ nói: nếu như tôn giả Xá Lợi Phất trở lại làm phàm phu thì chừng đó con mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con nói gì ngược ngạo không? Vì thấy ngược ngạo không? Ai phát hiện được cái chỗ này? Ai? Nghĩa là ngài nói là sao? Rồi mời cô. Nhưng mà quý vị nhớ cái điều này nè, chứng A La Hán rồi thì tức là vô sanh rồi, sao trở lại làm phàm phu được? Quý vị có đồng ý không? Đã chứng A La Hán tức là vào niết bàn rồi, vô sanh rồi thì làm sao trở lại làm phàm phu được? Mà cổ nói chừng nào mà tôn giả Xá Lợi Phất mà trở lại làm phàm phu, cổ mới chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy cũng nói cái gì vậy? Đó, thì cũng vậy đó ha. Thì chúng ta thấy vô thượng chánh đẳng chánh giác, nếu mà nói tột cùng, nếu mà nói cho dễ hiểu là thân thân tịnh, là gì nữa, nhiều danh từ cái gọi chánh tâm, rồi gì nữa, có nghĩa là khi mà chúng ta được trở về với pháp thân thân tịnh, tức là chỗ tột cùng rồi đó, thì ở trong đó không có thành và không có không thành, ở trong đó hoàn toàn không có gì cả. Mình không có thể nào mà nói thành hay không thành, nói thành không hay không thành đó danh từ xung thôi, chứ vào vô thượng chánh đẳng chánh giác là hoàn toàn thanh tịnh, có gì trong đó hết. Tại vì vô thượng chánh đẳng chánh giác đã ở sẵn trong tâm mình rồi, tại vì mình quên thôi. Có nghĩa là giờ tôi nói rõ ra để chúng hiểu nè, vô thượng chánh đẳng chánh giác là Phật tánh của chúng mình mà ai cũng có sẵn hết, mà tại vì mình á phiền não chưa đoạn hết cho nên nó còn bị che. Khi phiền não mà đoạn hết rồi thì nó tự nó hiện ra, không có thành không thành gì, đúng không? Giờ nhớ, mình nhớ một điều như vậy thôi, là Phật tánh sẵn ở mỗi chúng ta, vì mê vì còn phiền não cho nên nó bị che mờ. Nếu phiền não hết tự nhiên Phật tánh hiện tiền tỷ, không nó thành không nó không thành, ý của cô thiên nữ này cũng nói như vậy. Cho nên nó nói là xưa nay đâu có mất xong tiền chi, tại vì quay lưng với giác cho nên lỏng lẻo, sống bước vào trần nên mới bị mất đi, chứ không có gì nó sẵn đó. Rồi thôi bây giờ tôi nói thêm câu chuyện thứ hai dễ hơn. Ngày xưa đó, khi Phật còn tại thế, có một nhóm tỳ kheo trong cái mùa an cư kiết hạ đó mới tới xin Phật đi vào rừng để tu thiền quán. Một nhóm tỳ kheo nghĩ chắc khoảng 50 người thì an cư kiết hạ mà ở yên một chỗ mà không có đi khất thực nữa đó, thì mới xin Phật đi vào rừng để thiền quán hạ thủ công phu. Thì đi giữa đường gặp một nữ thí chủ, nữ thí chủ
thầy là đi vào rừng làm gì? Thì quý thầy nói là đi vào rừng để nọ thủ công phu tu trong ba tháng hạ. Thì cổ phát tâm, cổ nói là nếu quý thầy tu như vậy, con phát tâm nói là cũng tứ sự hết, chỗ ở, thuốc men, quần áo, thực phẩm ăn uống cũng hết, quý thầy chỉ một việc tu thôi. Thì bốn cái nhóm tỳ kheo đó các thầy không biết được. À rồi, vô rừng đó các ngài dọn hết một chỗ yên tĩnh rồi, hạ thủ công phu liên tục. Cái tới giờ ăn đó, thì cũng đem đồ ăn tới. Rồi hãy mà bệnh cái gì đó thì chỉ cần là cảm hay là nhỉ mũi hay là ho hay là nhức đầu thì thuốc tới. Quần áo khi ví dụ mà không đủ lạnh thì quần áo tới. Có nghĩa là cổ cũng dùng hết chỉ một việc là công thôi trong ba tháng hạ. Thì quý thầy yên tâm hạ thủ công phu ra, khi mà ra hạ là các ngài chuyển a la hán đó. Bây giờ thấy thích không? Tôi vậy thích không? Trong ba tháng thôi, nghĩa là không lo gì hết, cơm áo đầu tiền tất cả không lo gì, chỉ một việc là tu thôi. Thì ba tháng hạ ra hạ thì các ngài chuyển a la hán hết, thì các ngài mới trở về trình với Phật. Thì Phật rất là khen ngợi. Thì trong nhóm chúng tăng đó thì cũng có một vị tỳ kheo thấy là cái nhóm tiếp theo đó đã chứng A-la-hán hết rồi, mừng quá, thích quá, mới tập Phật, con cũng muốn vô rừng, mặc dù ra hạ rồi nhưng mà con cũng muốn vô rừng để con tu, con cũng muốn chứng A-la-hán. Thì Phật cũng khuyến khích, thì ông vô rừng đi, ngay chỗ đó đó có vị thí chủ đó phát tâm như vậy đó, thì ông vô rừng thiệt, ông vô rừng. Thì những cái ngày đầu tiên á không có nói gì, nhưng mà khi được những ngày thứ hai thứ ba, khi ông vừa mới suy nghĩ, dạo bữa nay ăn rau nhiều quá ngán rồi nha, muốn ăn thêm cái gì nó ngon ngon, tự nhiên là có món ngon. Ông suy nghĩ cái gì thì tất nhiên có cái món đó liền tiền. Bây giờ thấy sợ suy nghĩ bậy bạ mà cũng thấy tâm luôn. Có nghĩa là cái bà này bà hộ cho các vị chứng A-la-hán, thì bà cũng theo cái thầy học tu, bà đã chứng A-la-hán rồi, bà biết hết, thấy hết tâm của mình, nghĩ cái gì là bạn thấy cái đó, mình nghĩ cái gì là bạn thấy cái đó. Cũng thầy tìm theo cũng sợ quá, trời ơi, nghĩ mình nghĩ tốt thì còn được đỡ nha, mà mình nghĩ xấu và thấy tâm mình chết, và thấy tâm mình chắc là bả kia dễ mình, bả đuổi mình đi, lúc đó trở về với Phật quê quá, làm sao đây. Rồi cái bất an mới chạy về tập Phật, thế tôi không, con không tu. Cái bà đó bả chứng A La Hán rồi, bả thấy tâm hết trơn rồi, bây giờ con mà lỡ con khởi những điểm xấu mà thấy tâm con sao không, để tôi tu từ từ đi, không dám hạ thủ con tu được. Lúc đó đối với vị Phật là sao? Phật nói không, con phải gần gũi những người đó, con muốn tu mà con mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, con phải gần những người đó. Tại vì khi mà bà thấy tâm con thì con sợ, con không dám khởi. Đừng có khởi, ai kêu khởi gì cho ta thấy tâm, đúng không? Một bể tu hành thôi, một thẳng một lèo như vậy thì chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác không sao. Rồi biết không nè, Phật biểu đi trở lại, đi vô rừng trở lại. Mà thiệt, ông vô rừng ông sợ quá, tại ông biết bà thấy tâm rồi cho nên ông không dám nghĩ gì hết. Một việc là tu hành thôi, bà thẳng sợ cũng chứng A-la-hán luôn. Thì bây giờ thấy rõ ràng ha, cái thành Phật nó đâu có xa đâu, tại mình không chịu. Không phải không chịu mà mình không dám, mình thích làm chúng sanh. Mà thiệt, nó quý vị chứ tôi cũng vậy, tôi có yên quý vị không có khác gì. Sợ quá, nghe nói tới thành Phật sợ quá. Thôi, từ từ nó dễ chịu quá, đúng không? Đó. Rồi cuối cùng á, tôi sẽ chia sẻ với đại chúng một bài thơ, mà bài thơ này không phải bài thơ của tôi. Thôi nói trước, không phải bài thơ của tôi, mà cái bài thơ này của một vị hình như là người nước ngoài. Khi cái mùa dịch Covid á, ông làm một bài thơ mà tôi đọc tôi cảm động quá, tôi chia sẻ với đại chúng luôn. Bài thơ này sư cô Viên Thể cổ dịch lại, quý vị nghe là trong cái mùa dịch Covid mà ổng làm một bài thơ. Người này là người nước ngoài chứ không phải người Việt Nam mình nha. Ta thức dậy sau một giấc ngủ mê,
và cũng thấy thế giới bốn bề khác lạ. Bốn câu thơ đó có gì nói cái gì? Ta thức dậy sau một giấc ngủ mê và cũng thấy thế giới bốn bề khác lạ. Nói gì nữa? Rồi tiếp theo, cái câu tiếp theo vẫn là đũa thần mất hay ta là lưu nguyện về quê xưa. Quý vị biết cái sự tích lưu nguyện chưa? Biết không? Lưu nguyện á là lưu thần và Nguyễn Triệu ở đời nhà Hán á. Hai nhân vật này nổi danh lắm. Nhân cái tiết Đoan Dương á, là ngày 5 tháng 5 á, thì hai ông mới vào núi Thiên Thai để hái thuốc. Khi vào núi thì mấy ông bị lạc, rồi á đi thẳng hoài lên núi thì gặp một tiên nữ. Tiên nữ mới kết làm vợ chồng, sống hạnh phúc được một thời gian, thì hai người mới nhớ quê quá, mới trở về, muốn trở về quê thăm. Thì mấy cô tiên nữ nói nếu mà đã trở về thì không trở lại được cõi này, nhưng mà cái phàm của phàm tình, ý nói là cái phàm tình của mình, cái thương yêu, cái nhớ nhung của một con người, họ sống cảnh tiên hoài chán quá, cho nên muốn trở về quê thăm một lần, nhất định phải về. Thì mấy cô tiên cũng cho về. Về trần á thì hai người mới trở lại quê xưa, thì cái cảnh đã thay đổi hết, con người cũng thay đổi hết. Thì hỏi ra là mấy ông đi lên được 7 đời, cái đời này là đời thứ 7 nè, không ai còn biết, không ai còn nhớ nữa. Đây ta nói là đũa thần mất khi ta là lưu nguyện về quê xưa, còn đâu New York quyền lực, còn đâu Paris mộng mơ, đâu rồi vạn lý trường thành kiên cố, hoang vắng quạnh hiu phố Mecca. Mecca là đây là Ả Rập Xê Út, cái nước Ả Rập Xê Út. Rồi quý vị thấy ha, quý vị bắt đầu dịch nè, nụ hôn tay ôm thành vũ khí, cha mẹ bạn bè thương yêu phải cách ly, đúng không? Ở đây là cách ly. Trong cơn đau vật vã tìm chút khí, có nghĩa là lúc đó thở chỉ cần cái khí để thở thôi. Trong cơn đau vật vã tìm chút khí, rồi bây giờ thì sao? Quyền thế sắc đẹp bạc tiền có ích gì? Tới lúc đó là có những cái này có ích gì nữa không? Không có ích gì nữa. Đời tươi đẹp vẫn trôi xuôi bình thản, có nghĩa là anh mất thì anh mất, nhưng cuộc đời nó vẫn như vậy, vẫn trôi xuôi, vẫn bình thản. Đời chỉ đem đóng cửa nhốt người chân, ta thấy như thiên nhiên muốn gửi lời, nhân loại hỡi các người đâu cần thiết, khí mát đất đai trời nước vắng các người vẫn đẹp an nhiên. Thiên nhiên nó vẫn như vậy, chúng ta chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, vắng chúng ta thì trái đất ở cứ soi, đúng không? Là tại chúng ta sống thì ngủ chúng ta thấy chúng ta quan trọng quá, nhưng mà chúng ta thấy đâu quyền thế sắc đẹp bạc tiền, tới lúc mà cần một chút khí để thở, những thứ này có giá trị gì không? Không có, đúng không? Rồi rồi ông nói mấy cái câu này mới là tha thiết. Nếu trở lại đây, có nghĩa là nếu mà còn tái sanh trở lại cõi này đó, thì xin hãy nhớ rằng các người là khách trọ, không thể là ông chủ của quyền uy. Quý vị thấy hay không? Nhớ chúng ta chỉ là khách trọ, không phải là ông chủ của quyền uy. Ở đây là chia sẻ với đại chúng một chút như vậy ha. Thì tóm lại là mong rằng sau khi ra hạ, đại chúng vẫn thanh tịnh như lúc còn trong hạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.